Năm mới đến, bạn cần vượt qua nỗi sợ của bản thân, bứt phá chính mình và thách thức mọi giới hạn. Thì ngồi đây, nghe Linh kể về quá trình leo núi đáng kể với bàn phím gaming Mountain Everest Max. Xương xương đâu đó, chỉ gần 6 triệu đồng ở trên website của Hacom mà thôi. Ai lại bỏ ra 6-7 triệu đồng để mua một chiếc bàn phím cơ chứ? 6-7 triệu á? Tôi phải custom được 2-3 cái bàn phím ngon đét rồi. Ôi, biết ngay là xem đến đây, kiểu gì anh em cũng comment kiểu như thế này mà. Thế thì cùng Hải Linh unbox xem sản phẩm này có đáng tiền không nhá. Let's go. Kế đậm chất gaming, bản mình đang cầm là bản màu gray, là nó kiểu hơi xám xám đậm đậm một chút. Thì bàn phím này sẽ là bàn phím full layout nhá, và có màn hình để các bạn có thể điều chỉnh. Dài đèn LED RGB lên đến 16,7 triệu màu, mà cũng có nhiều chế độ RGB tùy theo bạn điều chỉnh. Để bạn làm việc á, thì đảm bảo là sáng rực luôn. Mặt sau của chiếc bàn phím này theo mình cảm nhận thì nó đang được bao phủ bởi nhựa đen ấy. Thì cái nhựa này thì mình cảm nhận là nó khá là chắc chắn. Và nó cũng có cái phần các bạn sẽ cắm cái dây nguồn đây này, sau đó thì nó sẽ nối ở đằng này đấy, thì nó sẽ vô cùng gọn gàng cái bàn của mình luôn. Và chiếc bàn phím này thì sẽ chỉ có thể kết nối bằng cổng Type-C thôi, thế nên là bạn nào mà đang quen sử dụng những chiếc bàn phím mà nó Bluetooth này hoặc là nó không dây thì mình e là nó sẽ hơi bất tiện với các bạn nhá. Mình đang có ở đây là bản Brownsuite, các bạn thử nghe xem là cái tiếng gõ của nó như nào nhá. Và cũng thông cảm một chút là móng tay mình hậu Tết là vẫn đang hơi dài, nên có gì các bạn nghe thử nhá. Vì là bản Brownsuite thế nên là các bạn sẽ nghe cái tiếng gõ của nó không hề có tiếng clicky đúng không? Mà tiếng gõ của nó mình cảm nhận là nó khá là êm ái. Và mình cũng thường sử dụng phiên bản này để mà review, tại vì mình cảm nhận là nó là sự trung hòa giữa bản Red và bản Blue ấy. Bản phím hơn 6 triệu mà đúng không? Nó đâu chỉ đắt bởi mỗi thiết kế và tiếng gõ đâu. Nó đắt á? Là bởi đây này. Phần năm pad được thiết kế tách rời, các bạn hoàn toàn có thể lắp bên trái hoặc bên phải của chiếc bàn phím tùy theo sở thích của mỗi người. Có một cái điểm mà anh em streamer sẽ cực kỳ mê luôn, đó là bởi vì cái numpad này nó sẽ có 4 cái nút gọi là stream deck ý. Thì bọn mình sẽ cùng thử xem cái nút này nó có tác dụng gì nhá. Với stream deck này thì có thể là nhiều anh em biết rồi, nhưng mà với anh em nào mà chưa biết ý, thì chỉ với một nút nhấn này thôi, các bạn hoàn toàn có thể thao tác chuyển sang bất kỳ ứng dụng hay là file âm thanh hay là mọi thứ nào mà các bạn chỉ cần thiết lập nó là các bạn có thể chuyển qua rồi. Và anh em nào mà hay xem livestream, đặc biệt là game, thì chắc chắn là quá rõ rồi đúng không? Nếu mà trên thị trường bình thường ý, thì Stream Deck nó đã rơi vào khoảng vài triệu rồi. Thế mà bây giờ nó đã được tích hợp ở trên một chiếc bàn phím 6 triệu thì đương nhiên là nó quá là hời đúng không? Và đây rồi, đã đến lúc bọn mình phân tích mổ xẻ cái Media Dock, là cái màn hình hiển thị trên bàn phím Mountain Everest Max này. Màn hình này sẽ cho phép các bạn điều chỉnh độ sáng này, volume này, các chế độ để các bạn có thể di chuyển thêm vòng tròn ở đây nhá. Bên cạnh thì cũng sẽ có một cái hàng function key ở đây luôn. Ấn hai nút này thì các bạn có thể back lại này, ấn nút này để tắt volume, sang xịn mịn phết đấy nhở. Và ngoài ra, trong chiếc hộp bàn phím của bọn mình còn có riêng một hộp để cho anh em nào mà có niềm đam mê về custom. Thì ở trong đây thì bọn mình sẽ có là các nút switch này, có cả cái key cooler, hay là những cái để bọn mình có thể di chuyển để nâng cao bàn phím lên nữa. Thế sẽ rất là tiện cho anh em nào mà thích mày mò nhá. Tổng kết cho chiếc bàn phím gaming Mountain Everest Max này, thật sự là quá đủ yêu cầu cho một chiếc bàn phím của một game thủ rồi đúng không? Mình còn chưa nghĩ thêm ra là bọn mình cần thêm cái gì nữa cơ. Thế nên là các bạn thấy thế nào? Nếu các bạn đang đầu tư một chiếc bàn phím thì các bạn có bỏ ra gần 6 triệu đồng để tất tay cho em gaming Mountain Everest Max này không? Để lại comment cho Hải Linh biết nhé. Còn bây giờ thì bye bye!